Xin chào tất cả anh em nha. Nói chung cũng lâu lắm rồi, em bữa nay mới đi chuyến lại nha. Sớm về mở lò nhá thò, biết có dính gì không đó. Sớm giờ chưa có gì hết nè. Vậy em dạo dạo em đi thăm thử có dính không. Anh em cùng theo dõi nha. Nói chung nãy cũng nghe nó kêu lại mà biết có dính nước không à. Nó bay tới nó kêu đâu chừng chỗ này nè. Nói chung em nghỉ cũng lâu rồi anh em, lâu hơn một bữa nay mới đánh lại. Tại đi làm về trễ rồi dân có hai tay anh em, hai tay cơm này. Hôm nay đó là cái đám rượu nè, coi như họ bày nhé, họ bày hôm nay là hồi đó đám rượu nè, mà hôm nay người ta ruộng lúa, hôm nay người ta bỏ, người ta làm cỏ nè, làm cỏ nuôi bò, giờ vô nước thì nhắc hôm nó về nó ăn này, nãy em nghe nó về nó kêu bên em sớm á, rồi mới tới nó bay hơn con. Nhưng nó bay tùm lum biết có bay lưới không. Đi vòng vòng đuổi xuống lại đuổi dính luôn. Vô con nhát ho nó lì hơn nét lắm anh em. Đi tới sát nhiều khi nó còn không bay nó nét luôn. Ở đây em đánh hai tay, còn bên kia có cái bào nước á, em đánh lè lè nè, đánh một tay mới giăng lại, giăng tay lè lè với nó rồi mới lo với nó bên đây lép, ở đây mình cầm xong đây chạy quanh nó. Thôi lụm gạo một em anh em. Trời. Thôi một em. Nhắc hồ mái luôn nè, to ghê rồi. Chiến lợi phẩm nó được một em rồi. Chung bữa nay trăng sáng luôn nha. Trăng hôm nay một máy rồi 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 một em nữa anh em, lụm gạo luôn một em nữa. Có điện con trống anh em, em có trống luôn.
Nói chung là giết được hai con nha. Rồi giờ em xin dừng video tại đây nha anh em. Để em qua em bên kia em thăm tay lứ lê lê rồi có gì em quay thêm cho anh em xem nha. Giờ là chuẩn bị đi qua thăm lê lê nha anh em. Chung một tay cầm điện thoại một tay chạy xe nó cũng nguy hiểm anh em. Rớt đồ. Ý con gì kia anh em ơi, con gì mày nhìn ghê vậy, lê lê hay là gì ta, kia hình như lê lê hay gì anh em ơi, dính một cục luôn, hai con ba con vậy á. Để đem cái con gì chắc lê lê sao anh em ơi, nằm cục hai ba con vậy nè. Rồi cái con gì ấy, phải lê lê đâu, con gì bị ghê vậy, không phải lê lê anh em ơi, cái con gì anh em ơi, sao đánh lê lê mà dính con gì cơ. Con này con gì ế luôn anh em ơi, to ghê gớm luôn. Ồ anh em thấy không, to cái mỏ vô quán đồ luôn, con gì gớm mình nhận. Tôi xét cho anh em xem nè. Ôi ôi rách lứ ra mày, trời ơi con gì gớm mày, chỗ này cũng thu lứ cũ nào con nữa trơn. Anh em thấy con gì không, con này con gì anh em, sao mà nó bự dữ vậy, trời ơi cái đầu của nó như mà chà bá lửa luôn. Con này phải 3-4 kg ít, chà bá luôn. Như hay là con cò sen đó, bự lắm anh em, nặng ghê, chào bá luôn, biết con gì nữa, sao đánh lê lê em dính con này trời. Hàng hiếm anh em, hàng hiếm. Con này cái dồi mà nó cao quán luôn anh em, cái dồi mà nó cao một khúc luôn. Em coi nè, trời ơi cái đêm mình đi gặp cái con này cái hết hồn luôn á. Rồi, không chơi nha.
rách lưới luôn em ơi, trời ơi nó bút lũ lưới trời bá luôn kìa. Thì thôi để em xin phép em dừng video để em gửi câu này anh em, nó làm rách lưới không.